Rất nhiều bạn nhắn tin cho vườn hải đăng có hỏi rằng là cây sung Mỹ có phải là cây vả không? Thì hôm nay vườn hải đăng cũng trả lời các bạn là cây sung Mỹ và cây vả là hai cây hoàn toàn khác nhau. Tuy chúng có cùng họ nhưng lại khác loại. Và quả vả thì mọc thành từng chùm, còn quả sung thì mọc theo từng mốc, từng đốt cây. Quả vả thì để ăn chơi, còn sung ăn thì để cung cấp chất dinh dưỡng, chất xơ, rất tốt cho cơ thể. Quả sung Mỹ thì khi chín ăn rất là ngọt, ngon. Và cây này thì ra trái liên tục. Cây rất là dễ trồng, dễ thích nghi. Khi mà cây trưởng thành và cho trái thì chúng cao khoảng 1 mét và cho trái liên tục trong quanh năm. Không những có hương vị thơm ngon, sung Mỹ còn có nhiều vitamin và khoáng chất mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, như là tốt cho xương này, tăng cân cho người gầy, ngăn ngừa táo bón, trị hen suyễn. Ở trong trái sung Mỹ còn có nhiều chất chống oxy hóa, giúp da trẻ nâu và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Cách dùng tốt nhất là ăn trái cây vừa chín tới. Ngoài ra bạn có thể ép lấy nước hoặc là mứt ngâm rượu. Trái sung Mỹ chín thì có thể để được 2 ngày ở nhiệt độ thường và để được 1 tuần trong ngăn mát tủ lạnh. Theo tên gọi thì sung nghĩa là sung túc, là thịnh vượng. Theo đó thì phần nào các bạn cũng hiểu rằng là rất nhiều người thích săn lùng cái cây sung Mỹ này để trồng rất là tốt cho phong thủy ở trong nhà. Ở trên đây vườn hải đăng vừa giới thiệu với các bạn về cái đặc điểm cũng như là cái công dụng của cây sung Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.